Bé lo. Hello tất cả mọi người. Lâu rồi không like. Có nhớ Mị không? Bello, bello. Ăn cái o su không? Cái khuôn mặt này là con vừa mất xong. Lát nữa sẽ đăng TikTok. Trước make và sau khi make nhìn sẽ thấy sự khác biệt như thế nào. Dễ. Nhìn lại cũng xinh đấy chứ. Hello. Ta hin đúng không? Hello Tahin. Ôi sao nhìn nó buồn rầu đấy nhỉ? Cứ kiểu buồn bị buồn ấy. Không có một cái bước hẹo nào cả. Tí tí, hôm nay có play nó giống nhau không? Tăng 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 tăng. Chị em sinh đôi nè. Không biết tải được cái này về không nhỉ? Xịn á? À? Cái gì xịn? Nếu mà ai đang ở khu vực Hà Nội nha thì sắp tới chị có mở shop ở bên khu Minh Khai. Mọi người nếu mà thích thì qua ủng hộ nha. Chị lúc nào chả xịn. Để vậy ỏ. Lại hai ba con bò đi. Cái tóc này nó đang là lưới bi này nên nó hơi bị, nó khá là mỏng. Kiểu hôm nay chị cũng thấy là nó muộn rồi ấy. Nên chị bốc bừa một cái tóc đội lên. Cũng chưa kịp style lại cái gì cả. Cái tóc này nguyên bản đầu tiên nó như thế luôn rồi đấy. Bình thường nếu mà có thời gian thì chị sẽ ngồi dập xù các thứ các thứ. Bởi vì bình thường là như cái tóc lưới bi nhá, thì mình dập xù bên trong những cái khu này này thì sẽ không bị lộ cái phần tóc đen. Đây mọi người nhìn thấy không? Vẫn còn bị lộ những cái phần tóc đen như này, thì trông rất là xấu. Nhưng mà cũng không sao. Chụp ảnh lên mình kiểu Photoshop xong rồi xóa những cái phần đen đen này đi được ấy.
Ừ, rờ rờ ngoài Hà Nội mà. Ơ thế từ bấy đến giờ cứ tưởng rờ rờ ở đâu vậy? Sắp tới rờ rờ mở thêm một cơ sở nữa ở bên Minh Khai nha mọi người nha. Chị sinh rồi phải sửa đâu á? À? Thật không? Hay là khen cho tôi vui đấy. Ôi nhưng mà nhìn nó cứ bị lỗ tóc đen ấy, nhìn nó hơi bị khó chịu. Một lúc sau kiểu từ ra chụp với chụp cũng được nhiều nhiều rồi, lát nữa chụp thêm. Nhưng mà đang thấy là nó bị sao nhỉ? Nói theo kiểu như là phải nó làm sao ta, nó như kiểu là nó lỗ tóc đen trông nó khó khá là khó chịu ấy. Chị là người trông á? Chị không phải là người trông nhưng mà chị có thể nói tiếng trông. Thế á, ngoài Hà Nội có nhiều cô sơ sinh mà các bạn, là ở ngoài Hà Nội là người ta không thích phô trương thôi. Các bạn ý là toàn kiểu ẩn giật ý. Chứ chị thấy là ở ngoài Hà Nội có nhiều bạn, bạn ý cũng đầu tư với cả cũng rất là nhiều con sơ sinh. Mà kiểu sinh theo kiểu tự nhiên ý. Làm việc gì tay phải ngoài cốt không ạ? Tay phải là như thế nào? Bởi vì bây giờ chị làm rất nhiều việc luôn. Tay phải là như thế nào chị cũng không hiểu. Nếu mà công việc chính của chị nhá, thì nếu mà để mà nói công việc chính thì làm mẫu ảnh. Nhưng mà chị mở thêm cái shop này thì để giúp cho mọi người có một cái sân chơi và hiểu về cosplay hơn. Đó. Kiểu cũng có tuổi, kiểu cảm giác chơi cũng chán rồi, xong rồi cũng có tuổi rồi ấy. Thế nào tự nhiên muốn tạo một sân chơi cho mọi người thôi. Nhiều khi là mình có quá nhiều kinh nghiệm rồi nhá, xong rồi mình vào một hôm đẹp trời không biết phải làm cái gì hết, cũng kiểu dạng bị đầy, nên muốn tạo một chỗ, một nơi để có thể chia sẻ, để có thể xả hết tất cả những cái mà mình đã đúc kết được từ trước cho đến nay, để cho mọi người có thể học tập, có thể giao lưu với nhau. Chị còn trẻ á? Oh no, chị không còn trẻ đâu. Hiện tại để mà nói thì nếu mà tính tuổi, tuổi gì nhỉ? Người ta nói là tuổi mụ đúng không? Hay tuổi bình thường nhỉ? Tuổi mụ. Nếu mà tính tuổi mụ thì là năm nay là chị 30 tuổi. Còn nếu mà tính tuổi bình thường thì năm nay chị, nếu mà kiểu như là tính theo Tết Dương ấy, thì năm nay chị có 29 tuổi thôi. Từ lúc cốt á, nói chung là từ lúc cốt đến nay thì chị cũng có cốt nhóm, nhưng mà nó kiểu dạng nó cũng khá ít ý. Hầu hết là những cái bộ mà chị thích nó khá là dị, và nó cũng chỉ là có kiểu như là mình thôi. Cái tính chị nó bụp bụp chộp ấy, thích cái là phải làm luôn, nên chị hầu hết là ít khi chị ngồi chị chờ lắm, cứ thích thì chị làm thôi. Lấy chồng đi thôi á. Làm gì có ai để mà lấy.
Em bảo xem suốt ngày ngồi ở nhà xong rồi làm việc, xong rồi ngồi rep tin nhắn của khách, ngồi nhắn tin tấu hài với khách, ngồi nhắn tin tấu hài với mọi người các thứ thứ, làm gì có thời gian để mà tìm người yêu. Công việc của chị chủ yếu là ở trong nhà thôi mà, chị ít khi đi ra ngoài đường lắm. Nào, bên chị lấy nga, nani thì cái của ba. Ủa hắn xì hoan binh chi lính. Gửi áo chưa binh chi lính. Lấy em á. Na xin chào nì. Xin chào nì tập binh chi lính à. Cảm ơn binh chi lính của em nhá. Chị sinh mà lo gì à? Lo chứ. Nếu như mà em kiểu sắp tới thì chị cũng hiện tại là chị đang viết một cái blog, kiểu thích cái gì thì viết cái đấy thôi. Nhiều khi có những cái vấn đề của xã hội này, có những cái vấn đề có thể là bạn thân hoặc là những người mà mình tiếp xúc, cái vòng bạn bè của mình quen biết các thứ, kiểu nói nhiều câu chuyện ấy. Nó khá là nhiều câu chuyện và cũng khá là nhiều điều bức xúc. Nên chị đã quyết định là mở thêm một trang để viết những cái dòng tâm sự của mình, giống như là một cái blog chia sẻ. Nên partner của em sắp bay ra nước ngoài rồi nên em đang loay hoay không biết nên cốt nữa không ạ. Cái vấn đề mà partner của em mà bay ra nước ngoài ý, thì nó cũng không quan trọng bằng cái việc mà em có thật sự là thích cosplay hay không. Kiểu em phải lật lại vấn đề rằng là khi mới bắt đầu cosplay thì tại sao lại có play? Em có play là bởi vì kiểu như là có partner của em cốt cùng, em cảm thấy vui, hay là em có play cho chính bản thân em? Em phải suy xét hai điều đấy. Nếu mà em có play cho chính bản thân của em ý, thì chị cảm thấy là việc partner của em ra nước ngoài là một chuyện khá là bình thường, không có cái vấn đề gì cả. Còn nếu như mà em có play kiểu để làm partner của em vui ý, và couple đúng không? Và khi mỗi lần cosplay để có couple riêng của hai đứa, khi partner của em rời xa em cảm thấy kiểu như là không thể nào làm được cái gì, không thể nào chuyển được một bộ nào khác, thì chị cũng nghĩ là thôi nên dừng lại, cũng không nên theo đuổi làm gì nữa. Chị chơi game. Thực ra là chị cốt cái gì thì chị bắt đầu chơi cái đấy. Cái tính chị cũng thuộc kiểu dạng cả thèm chóng chán ấy. Nhưng mà những cái nhân vật nào mà theo kiểu ví dụ như là trong game Genshin nhá, có những nhân vật mới thì vòng một hôm đều chơi nào đấy, chị có thể tự nhiên chị nhảy lên chị chơi lại. Nói thật sự là cái đầu óc của chị nó khá là não cá. Mỗi lần chị lập một cái tài khoản hay một mật khẩu nào đấy là chị vừa lập xong cái chị quên luôn, 5 phút sau chị quên luôn. Em phải hiểu cái cảm giác rằng là mình lập xong nhá, rồi mình ghi ra một cái nơi nào đó, nhưng mà mình cũng quên luôn cả cái nơi mình ghi. Nó có một cái cảm giác vô cùng là thốn ý. Nên cái Genshin chị, nếu mà tính ra là chị phải chơi lại, tức là chơi lại tất cả từ đầu ấy, chơi lại từ đầu là tầm khoảng 5 lần. Ngồi cày 5 lần lại từ đầu cho nó gọi như là mở full map. Dã man con ngan. Nhưng mà cuối cùng mỗi lần chơi lại Genshin là lại là một lần mới. Kiểu mình không thể nào nhớ được ấy. Hello Misado đúng không? Hello Misado.
chị cho em xin Yuri Genshin xin á? Cái Yuri Genshin xin thì là hình như là Ridi Bonny hay sao ấy. Chắc là vậy, chị cũng không nhớ nữa. Mấy cái lần trước thì chị có livestream ở trên Facebook, có livestream chơi game ấy, thì em có thể vào page Ridi Bonny để em xem. Nhưng mà dạo gần đây là chị đang tập trung mở shop nên chị cũng không chơi nhiều. Tới nếu mà ổn định các thứ thì có thời gian chị sẽ chơi lại. Ok, đi sạc pin đi. Có em coi nè. Có em coi nè. Hello em. Kiểu cảm giác như là tối nay mọi người đi chơi hết đi, không có cái việc gì để làm á. Thôi ngồi nói chuyện xàm mọi người một lúc thôi. Tự nhiên có như hôm nay cảm thấy cái kiểu mic mic này nó khá là ok ấy. Lên test thử cam xem nó thế nào. Nhưng mà nhìn cũng được, nhìn cũng ổn, không gọi là quá xấu. Nhìn cũng không amateur lắm nhỉ. Cũng ngon. Chị có cốt Kê Trinh rồi mà hầm. Ừ, Kê Trinh chị cũng đã cốt qua và chị ơi. Chưa, chị đang làm. Em mệt mỏi à? Em mệt mỏi thì em ngồi xem phim tiếp đi. Không lẽ không thích? Không thích lẹ đây làm gì được nhau nào. Xuống xem đi. Hôm nay ngủ dưới phòng bố mẹ. Cái gì? À, đang nói đến Kê Trinh. Ừ, chị đã từng cốt Kê Trinh. Tức là chị cốt vơ Ori này. Chị xem còn gì nữa nhở. Okay. Khơ Trinh thì có Vori, có một bộ mà chị kết hợp với cả đồ võ phục. Kiểu vào một hôm đẹp trời thì chị lôi cái tóc Khơ Trinh ra, chị ngồi chị chải chải, thế là chị giặt đồ. Lúc chị giặt đồ chị thấy cái bộ mà karate hồi chị học lớp lớp mấy nhở, tầm khoảng cấp 1 ấy. Chị cũng không ngờ rằng là đến cái thời điểm bây giờ mà chị vẫn có thể ngồi, tức là vẫn có thể mặc vừa cái bộ karate đấy. Thật là đáng sợ. Thế chị mặc lên và chị đội cái bộ tóc đấy, bộ tóc Kê Trinh, và chị thấy nó xinh xinh, cũng khá là ok. Thế là chị mặc thôi. Chung là nhiều khi cái ý tưởng và cái concept của mình nó đến một cách rất là bất chợt ấy. I love you gì? Thank you Trường Nguyên. Cái gì? Mê cái gì cơ? Đang ngồi nhai kẹo cao su. Mọi người có ăn không? Cao su tiếng Trung là gì nhỉ? Cao su tiếng Trung là gì nhỉ? Kẹo cao su. Không nhớ nữa. Lâu rồi kiểu như không nói tiếng Trung ấy, không nhớ nữa. Hiểu ra. Tại sao người không nói tôi cốt luôn cái ngôi sao chỉ dẫn luôn đi nhỉ? Không, Hiro chỉ cho con trai rồi. Bây giờ nha, mình có Lumine, xong rồi có một đứa Hiro đứng đằng sau, quẩy 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 có phải vui hơn không? Nhưng mà đếch có ai cốt cùng cả. Nhìn thoáng qua là biết luôn á. Tôi đi phết có bao giờ thấy anh chụp ảnh tôi đâu mà kêu nhìn thoáng qua là biết luôn. Hư cấu. Rất là lươn lẹo nhá. Cốt Ela. Ela thì chưa cốt nhưng mà đồ đã sắp về rồi.
Đồ sắp về thì sắp tới là có thể là có Eo La này, có thể là sẽ cốt lại Hu Thao này, sắp tới là có Yao Yao này, Yao Yao, Yao Yao, xong rồi Layla này, Layla. Có Layla có gì nữa nhỉ? Đang tính làm đồ của Yae nhưng mà đồ Yae order đắt quá. Đang tính là ngồi may nhưng mà thỉnh thoảng tính là ngồi may thì lại lười quá. Sắp tới là khoảng 14 là chị đi vào Nam, tức là vào trong Hồ Chí Minh để chị học. Thì bây giờ nếu mà ngồi may thì đếch có kịp. Mà thường là chị ngồi may là chị sẽ thích là làm một bộ luôn từ A đến Z. Ví dụ như là một bộ đồ cosplay nhá, thì chị sẽ cố gắng gói gọn làm cái bộ đấy trong vòng tầm khoảng 3 ngày. Tức là đã bao gồm tóc, costume, giày dép các thứ. Đấy. Chị sẽ cố gắng làm trong 3 bài, 3 ngày. Cái gì? Chị có gì bên Liên Quân đi. Liên Quân là lần trước là chị đã cốt Akali. Ừ đúng rồi. Đúng Akali không nhở? Cái con bé mà màu xanh xanh dùng hai lưỡi liềm ý. Trời ơi, lâu rồi tôi không chơi, tôi cũng quên luôn rồi. Thề luôn, không chơi được Liên Quân, thật sự. Kiểu dạng nó cứ bị ngu ngu làm sao ấy. Chơi chỉ đi đánh trụ thôi, đánh trụ xong rồi thấy kiểu như là mấy cái đứa mà nó leo lên ý, nó lao lên. Rõ ràng mình lao lên mình kiểu giết nó rồi nhá. Lao lên giết nó kiểu gì xong rồi cuối cùng kiểu như là lại thấy màn hình hiện lên là mình bị chết. Khó hiểu. Thề, tức ơi là tức. Cũng có cốt mấy đứa bên phết. Đồ liên minh á. Liên minh. Liên minh. Liên minh cũng chơi, Liên Quân cũng chơi. Hình như là Liên Quân là không có Akali à? Có Akali không? Lâu không chơi chả nhớ nữa. Thường mấy game trên điện thoại là chơi tầm khoảng một tuần xong xóa. Xóa xong ai rủ chơi lại tải. Tải xong rồi lại xóa. Kiểu như thế. Thế nên nếu mà bảo là để mà nhớ nhân vật thì chịu không nhớ được. Mà cốt qua rồi thì còn nhớ tên. Liên Quan không có. Nhưng mà được cái cảm thấy như là Liên Quân đồ đạc nó nhiều bộ xinh hơn ấy. Mẹ ai gọi nhở? Rất là mệt mỏi nhá. Chào con. Sao hôm nay lại ngồi này không đi học à? Chung ý tưởng. Cốt gì? Không, không chơi Liên Quân. Dạo này không chơi Liên Quân thành ra không nhớ các nhân vật trong Liên Quân đâu. Ai trưởng. Thôi nhá, thôi ngay nhá, thích tự cốt nhá. Dạo này đang đua gái anime.
tớ định đu là Pochita, trong chai sừng men à, hay chai cái gì men đất nhớ nữa, cái con mà có lưỡi cưa trước mặt ấy, khoảng khoảng đấy, nhưng mà đang không biết cái màu tóc nó như thế nào, hết xui. Pico không thích. Có nét ngầu khi chụp á, ảnh nào có nét ngầu nhỉ? Chin su men, sao lại đọc là chin su men? Kim mà chị làm gì có tiền đu đam mê. Đúng rồi, con Pochita đấy. Nghe con chó nghe mệt quá. Trời ơi, nó là quỷ. Nói nó là chó. Nói nó là vật vật Nói nó là vật cưng thì được, nhưng mà nói nó là chó nghe nó cứ thế nào ấy. Mẹ, hóa ra mấy đứa có con đấy hầu hết là toàn là chó à. Trời ơi, lạy Chúa tôi. Cái gối vướng thật ạ. Không thích. Có gối không gối thì vẫn thế mà. Hiện tại là đang mặc bộ kiểu dạng như thế này. Có gối hay gối, không gối thì vẫn thế mà. Có khác gì nhau đâu, đều là nó mà này. Trời ơi, mọi người bị lừa rồi, ai đồ ngốc. Khác mà khác chỗ nào, chả khác miếng nào luôn á. Ai cho quỷ Pochita không được gọi là cún. Chị chưa cốt Makima, chị chỉ mới ngồi style tóc Makima thôi. Thôi quá 15 phút rồi nhỉ? Chắc chúng ta chia tay nhau ở đây thôi nhỉ? Hở dốn nè. Từ từ sẽ cốt dần dần. Cứ yên tâm là sẽ cốt dần dần. Không cốt năm nay thì cốt năm sau. Mà không cốt năm sau thì cốt năm sau nữa. Hợp lý không? Khi nào có hứng thì cốt, không có hứng thì thôi. Nếu mà mọi người có cảm giác như là chờ đợi được ấy thì cho xin vài phút à, cho xin vài nút follow ở trên page. Ok, bây giờ out đây. Bye bye mọi người. Out như nào nhỉ?